Xin chào quý anh chị các bạn. Với anh chị các bạn đang có nhu cầu mua xe Ford tại Bắc Ninh thì hiện nay Long Biên Ford cũng đã mở văn phòng bán hàng. Rất tiếc chỉ là văn phòng bán hàng thôi. Việc nâng cấp bảo dưỡng thay dầu thì có thể anh chị đợi 1-2 tháng nữa. Với anh chị mà đang có nhu cầu mua những chiếc xe bán tải như này hay là những đầu xe như là Everest, Territory hay là Transit 16 chỗ thì mình hoàn toàn có thể qua văn phòng tại Bắc Ninh. Địa chỉ cụ thể tại chung cư Cao Nguyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, trên đường Lê Thái Tổ, và nó rất gần với những các showroom như là Toyota, Honda, Mazda. Hiện nay thì khi mà anh chị mua xe tại showroom Bắc Ninh, Ford Bắc Ninh như này thì mình có những cái ưu điểm, ví dụ như là giá cả cạnh tranh giống như đại lý ở Hà Nội vì là trực thuộc Ford Long Biên, lúc nào cũng sẽ tốt hơn các đại lý tỉnh như là Bắc Giang, Hải Dương, Thái Nguyên. Ngoài ra chúng ta tiết kiệm được cái chi phí xăng xe cầu đường đi lại cũng như là rủi ro tai nạn trên đường. Hiện nay thì bên em đang bày bán đầy đủ các mẫu xe chính hãng của Ford tại thị trường Việt Nam. Cụ thể thì anh chị có thể tham khảo trong video. Với anh chị mà đang tham khảo mua bán tải như hai chiếc xe bên cạnh em thì hiện nay đang có khoảng 6 đến 7 đầu bán tải đang được bán tại thị trường. Giá cả thì tất cả các phiên bản đều được khuyến mại giảm giá với tiền mặt tặng kèm phụ kiện. Tuy nhiên thì do quy định về giá bán chào giá của hãng nên là bên em sẽ mong anh chị thông cảm và chủ động liên hệ qua bên em qua hotline, có thể gọi điện, nhắn tin Zalo để bọn em gửi được cái báo giá và chương trình khuyến mại trong thời điểm anh chị đang tham khảo nhé. Hiện nay thì với phiên bản rẻ nhất là bản số sàn 2 cầu XL 659 triệu đồng và phiên bản XLS 1 cầu số sàn là chúng ta có giá 665 triệu. Phiên bản bán chạy nhất là phiên bản Ranger XLS AT 1 cầu số động 688 triệu đồng và phiên bản XLS AT 2 cầu số động là 756 triệu đồng. Với phiên bản cao cấp hơn một chút như là hai cầu số động XLT 830 triệu và phiên bản Wildtrak hai cầu số động mà cao cấp nhất là với chiếc xe của phiên bản màu da cam mà anh chị hay thấy ngoài đường 965 triệu. Với đầu xe Territory này thì bên em hiện đang bày bán đến 3 phiên bản. Titanium X là phiên bản cao cấp nhất 935 triệu, phiên bản Titanium 899 triệu là phiên bản ở giữa và phải là phiên bản bán chạy nhất. Phiên bản Gen 825 triệu hiện nay thì doanh số nó khá ít. Với anh chị đang tìm mua mẫu Territory giống như em trao đổi đầu video thì chương trình giá bán khuyến mại cũng đang có giảm giá tiền mặt và tặng kèm phụ kiện. Tuy nhiên thì cụ thể như nào thì mình vui lòng liên hệ trực tiếp qua online để bên em gửi báo giá cũng như là các chi phí kèm theo khi chúng ta muốn mua và tìm hiểu chiếc xe này nhé. Và có một thông tin lưu ý thì với anh chị đang tham khảo Ford Everest và Territory thì hiện nay bên em cũng đã có thông tin tăng giá niêm yết bắt đầu từ mùng 1 tháng 4 với khá nhiều đầu xe. Cụ thể thì với dòng Territory, hai phiên bản cao cấp là Titanium X và Titanium thì bản cao cấp nhất sẽ tăng lên 19 triệu đồng là 954 triệu và bản Titanium thường sẽ tăng 10 triệu là 909. Ngoài ra thì Everest cũng tăng giá khá nhiều, với phiên bản thấp như Sport hay Ambient thì sẽ tăng 12 triệu. Phiên bản Titanium 1 cầu chúng ta tăng 13 triệu, còn Titanium 2 cầu chúng ta sẽ tăng 16 triệu nhé cho toàn bộ phiên bản nội thất nâu, đen, đỏ. Ngoài ra thì Explorer tăng 40 triệu và chassis thì bên em đã tăng 4 triệu. Với anh chị tham khảo đầu xe Ford Everest thì hiện nay vẫn bán chính là 3 phiên bản nhé. Sport, Titanium 1 cầu và Titanium 2 cầu. Giá thì Eversport thì bên em vẫn bán là 1 tỷ 166 triệu trong tháng 3 này. Titanium 1 cầu là 1 tỷ 286 là bản đã nâng cấp update các tính năng mới nhé. Bản Titanium 2 cầu là 1 tỷ 452 triệu. Ngoài ra với một số màu nội thất như là nâu hạt dẻ hoặc là màu ngoại thất trắng tuyết đỏ cam thì với mỗi option lựa chọn thì các bác cộng thêm khoảng 7 triệu tăng vào giá niêm yết nhé. Cụ thể như nào thì mình sẽ trực tiếp qua bên em để bên em báo giá vì do quy định chào giá như em đã trao đổi ở trên. Rồi, trên đây em đã trình bày nhanh qua các đầu xe Ford đang được bày bán tại thị trường. Một số xe đặc biệt như Explorer hay Transit thì mình vui lòng liên hệ trực tiếp qua bên em để nhận được cái tư vấn, báo giá và được hỗ trợ một cách tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.